Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Alphard Computer. Đây cũng là khoảng thời gian mà anh em chuẩn bị quay trở lại học rồi. Chúng ta cần sắm cho bản thân mình những cái bộ PC để có thể phục vụ cho nhu cầu học tập một số những cái phần mềm hơi nặng một chút. Thì với chi phí khoảng hơn 12 triệu đồng dành cho một bộ PC hoàn chỉnh, anh em sẽ có được một cấu hình như thế nào? Không để mất nhiều thời gian nữa, chúng ta sẽ vào luôn video này. Với một cái mức giá có thể nói là rất tốt như vậy, cực kỳ rẻ dành cho anh em sinh viên, chúng ta sẽ có cấu hình như thế nào? Mình sẽ đề cập đến cái khía cạnh mà anh em quan tâm nhất, đó chính là về phần card đồ họa. Thì card đồ họa mình đang có ở đây là GTX 1650. Có thể là một số anh em suy nghĩ rằng là tại sao tôi lại dùng GTX 1650. Thế nhưng từ từ đi, chúng ta hãy tìm hiểu từng linh kiện một và chúng ta sẽ ra được là trong cái mức chi phí như vậy, hơn 10 triệu đồng, 11, 12 triệu đồng thì GTX 1650 nó sẽ có thể nói là một trong những cái lựa chọn khá tốt. Thì với phiên bản mình đang có ở đây là phiên bản đến từ Asus, là phiên bản TOF Gaming 2 quạt và có một ống đồng. Anh em có thể nhìn trong ống đồng hơi ít, nhưng thực tế cái phiên bản này là một phiên bản không cần cái cổng cấp nguồn, tức là chúng ta chỉ cần cắm vào mà dùng luôn. Thế nên cái mức điện năng tiêu thụ sẽ rơi vào khoảng chừng 75W và sẽ cộng trừ 10%, à không, chỉ 5% thôi. Nói chung là chúng ta không cần nguồn phụ và chỉ cần một cái PCIe là có thể cấp được điện cho em này rồi. Thì với GTX 1650, cái nhu cầu phục vụ chủ yếu là chúng ta chơi game ở chế độ phân giải là Full HD và những cái tựa game mobile hoặc những cái tựa game FPS thì anh em hoàn toàn có thể chơi max setting được. Tuy nhiên thì một số tựa game offline nặng thì anh em sẽ cần phải setting sao cho phù hợp nhất. Những cái tựa game mà anh em hay giải trí thì ở đây có CSGO, Valorant, Dota 2 hoặc thậm chí là Liên Minh Huyền Thoại thì em card đồ họa này vẫn có thể đáp ứng được cực kỳ tốt. Để có thể đi được với GTX 1650, chúng ta sẽ cần một mẫu CPU vừa đủ dùng thôi. Thì với CPU của Intel thì chúng ta có dòng CPU Intel Core i3 12100F, một mẫu CPU có 4x8 luồng. Anh em nhìn số nhân số luồng thì trông cũng vẻ bình thường, nhưng về mặt thực tế đi, Intel Core i3 12100F có hiệu năng hoàn toàn nhỉnh hơn khi so với Intel Core i5 8400X đời cũ. Vậy là anh em đã cảm thấy được là mặc dù là i3 thôi nhưng cái hiệu năng khi trải nghiệm là rất tốt. Thì hai cấu hình này khi mà kết hợp chơi game với nhau thì ở một số tựa game hoàn toàn anh em có thể đạt được mức FPS là 300 FPS, một mức FPS cực kỳ cao để chúng ta có thể giải trí. Và khi anh em sử dụng thì anh em có thể cân nhắc lựa chọn những cái mẫu màn hình sao cho phù hợp nhất. Nói chung là mình nghĩ khoảng tầm 144 hoặc là 165Hz sẽ là phù hợp nhất với cấu hình này. Và độ phân giải thì mình nghĩ anh em nên chọn những mẫu màn hình Full HD là để tối ưu hóa về mặt túi tiền. Đối với RAM thì sao? Một số những cái cấu hình mà khi mà người ta lên ấy, người ta sẽ chỉ cắm một thanh RAM 8GB thôi để giảm chi phí giá thành xuống để trông cho rẻ. Thế nhưng ở đây mình nghĩ là chúng ta nên cắm thẳng luôn hai thanh 8GB với tổng dung lượng là 16GB. 16GB RAM là một dung lượng quốc dân rồi. Chúng ta có dual channel này, 16GB RAM thì phục vụ hầu hết tất cả những tựa game đều rất tốt, là chúng ta vừa chơi game vừa đa nhiệm được. Ở đây mình đã cắm sẵn là hai thanh RAM 8GB với bus RAM là 3200 để anh em có thể sử dụng. Và cái mẫu main được mình sử dụng ở đây là H610 đến từ ASRock. Anh em có thể nhìn thấy là cái vỏ khe nhỏ nhỏ này thì cái mẫu main được mình lựa chọn đây thì sẽ không có khe M2. Thay vào đó là anh em có thể lựa chọn những cái ổ SD SATA, hoặc là anh em nào mà cần khe M2 thì có thể lựa chọn những mẫu main khác. Ở đây thì mình nhắm đến cái nhu cầu sử dụng nhỏ gọn thôi. Với cái mẫu main mà không có khe M2 thì anh em sẽ chuyển hướng lựa chọn những ổ SD SATA. Thì mình cũng sẽ có một vài lời khuyên, nếu như anh em nào mà thực sự sử dụng SD SATA là anh em có thể chọn mua những ổ SD có cái mức dung lượng cao cao một chút. Mình sẽ lấy ví dụ là ổ Kingston A400. Nói chung là bởi vì cái mức giá của SD bây giờ ấy, nó thấp quá mà anh em có thể mua được những cái dung lượng 500GB, 1TB, cái chi phí chưa đến 2 triệu đồng, thậm chí chỉ khoảng tầm 1 triệu 2, 1 triệu 3 là chúng ta đã có ổ SD 500GB rồi. Thế nên thì cứ cốt hẳn đi là một ổ 1T dùng cho sướng. Tất cả các thành phần linh kiện được mình để trong một cái vỏ cây cực kỳ nhỏ gọn. Ba quạt đằng trước đây là ba quạt được tặng kèm khi mua vỏ cây, còn với hệ thống tản nhiệt khí này thì mình cắm thêm vào. Lý do bởi vì là mình sẽ cắm vào trong cái bộ PC chúng ta nó đầy đặn hơn và làm mát CPU cũng tốt hơn. Tất nhiên là những anh em nào mà muốn tối ưu hóa về mặt giá thành thì hoàn toàn có thể sử dụng luôn tản nhiệt stock của CPU Intel Core i3, bởi vì tản nhiệt stock cũng đã có lõi đồng rồi, tản nhiệt cho CPU i3 thì hoàn toàn thoải mái. Thế nhưng mà nếu chúng ta đầu tư thêm 300-400 nghìn nữa thì đây là một cái cấu hình mà anh em có thể nhận được trong lấp lánh RGB và chi phí đầu tư không quá cao. Và không để mất nhiều thời gian nữa, chúng ta sẽ vào luôn phần test hiệu năng.
Đó, với 13 triệu đồng dành cho một cái cấu hình để chúng ta có thể chơi game ở trên độ phân giải Full HD, đầy đủ tất cả thành phần linh kiện SD, bo máy chủ, RAM, vỏ cây, tất cả những gì anh em cần đều có hết, thậm chí là quạt LED RGB cũng có sẵn luôn. Vậy thì đường link của sản phẩm mình sẽ để ngay dưới phần mô tả video để anh em có thể click vào. Hẹn gặp lại anh em trong những video sau.